Vì sao người con không khóc khi cha qua đời? Chiều hôm ấy, cha tôi mất, ông ra đi khá đột ngột. Từ đó đến nay tôi vẫn không khóc, không khóc lớn, cũng không khóc thầm. Tôi thấy rất nhẹ nhõm. Đó là lời chia sẻ của tác giả Thế Di trong bài viết đăng trên trang Facebook của anh. Không khóc không phải vì không thương cha, mà là vì cha của anh đã đạt được điều vô cùng tốt đẹp trước lúc ra đi. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của Thế Di qua bài chia sẻ có tựa đề Cha tôi. Cha tôi vừa mới mất được một tuần, tôi muốn viết ra câu chuyện này. Từ nửa sau năm 2020, cha tôi bệnh một đợt rất nặng, bản tính cố chấp, cha tôi từ chối điều trị tại bệnh viện. Ông nói ghét nhất là bị bác sĩ ở bệnh viện quản thúc, cứ mua thuốc tây hoặc thực phẩm chức năng gì đó uống. Hết thì hết, không hết thì thôi, chứ kiên quyết không vào bệnh viện cho tây y đâm rạch mổ xẻ. Tôi không thể khuyên ông điều trị, bèn nói, có một cách giúp cha không cần đi viện vẫn trị được bệnh, đó là cha hãy học Pháp Luân Công đi. Cha tôi giận dữ nói, học Pháp Luân Công rồi không thờ cúng ông bà, không nhìn nhận tổ tiên, làm sao mà học được? Cho dù môn đó thật sự hết bệnh thì cũng không học. Trước đó do một vài sự cố mà cha tôi từng hiểu lầm về Pháp Luân Công, ông cho rằng học môn đó rồi thì không được thờ cúng tổ tiên. Tôi thấy đây cũng là cơ hội để giải thích cho ông. Bèn ngồi xuống cắt nghĩa. Làm gì có chuyện Pháp Luân Công không cho thờ cúng tổ tiên? Ngược lại Pháp Luân Công còn khuyên người ta quay về với văn hóa truyền thống nữa. Thờ cúng ông bà cũng là một truyền thống. Mình phải khuyến khích chứ làm sao bãi bỏ được. Cái cha thấy trước đây là do một số người hiểu sai hoặc tự suy diễn về Pháp Luân Công mà làm ra, chứ không có Pháp Luân Công nào dạy như vậy. Thấy cha không nói gì, tôi bèn mở một số video, chủ yếu là câu chuyện của những người bệnh nan y đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Trong đó có cả đại tá quân đội, nhà khoa học, bác sĩ tây y. Tôi lại nói, cha không muốn đi bệnh viện, vậy Pháp Luân Công là lựa chọn tốt nhất rồi. Là có sức khỏe, bệnh tật không còn. Bác sĩ thì nó cặp mắt tôi bất lực rồi, không thể có thuốc nào mà chịu được nữa. Tôi từ đó nay thì không luyện, ngày càng sáng mắt thì nay tôi đọc sách gần 10 tuổi. Từ khi học là tôi là hút thuốc lá một ngày là 3 gói, uống rượu thì liên miên, thì sức khỏe nó suy sụp vô cùng. Nhờ cái giải pháp này mà tôi bỏ thuốc lá, bỏ rượu, cũng muốn bỏ được hết những thứ cả. Còn như đến đầu hôm đến suốt sáng, mệt quá mình nhắm mắt được chứ không phải nó gọi là ngủ. Nhưng mà khi mình có cái bài này và có cái bài tập của nó thì cái giấc ngủ nó đến được. Thì đó là một cái bài thuộc ghê gớm rồi. Cha tôi im lặng vài giây rồi nói giọng bực dọc, học ở đâu, học như nào, ai dạy, học phí bao nhiêu? Tôi nói không có học phí, chỉ có một cuốn sách chuyện Pháp Luân để đọc và 5 bài công pháp luyện mỗi ngày thôi. Mình ra điểm luyện công thì sẽ có người hướng dẫn miễn phí, nếu không ra thì ở nhà xem video sư phụ dạy công mà luyện theo cũng tốt lắm. Cha tôi nói lảm nhảm, luyện gì nổi mà luyện. Tôi nói, không luyện thì đọc sách chuyện Pháp Luân trước cũng được, khi hiểu được nguyên lý của Pháp Luân Công rồi, luyện sau cũng chưa muộn. Cha tôi vẫn nói, đọc gì nổi mà đọc. Tôi lại nói, vậy con đọc cho cha nghe được không? Cha tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau đó tôi đã đọc cho cha tôi nghe bài giảng thứ nhất trong sách chuyện Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp. Việc ngồi yên nghe một cuốn sách không phải là dễ, vì cha tôi rất nóng nảy, lại thêm trong người đang bệnh nên cực kỳ khó tính. Chỉ riêng bài giảng thứ nhất cũng phải chia ra đọc trong 2 ngày mới hết. Khi kết thúc bài giảng thứ nhất, cha tôi nằm xuống và ngủ một giấc. Trước đó vì đang bị bệnh hành nên kể cả trong lúc ngủ gương mặt của cha tôi cũng nhăn nhúm lại, như thể rất đau nhức. Nhưng lần này khi ngủ, mọi người đều nhìn thấy cha tôi mỉm cười, thậm chí là cười rất tươi. Ngay cả mẹ tôi cũng bất ngờ về điều này, tôi nhìn cha tự nhủ. Có lẽ phía minh bạch của cha đã biết được đây là điều thật sự tốt. Sau giấc ngủ ấy, cha tôi thật có khỏe lại một chút, tính tình cũng dễ chịu hơn. Ông bỗng nói muốn vào bệnh viện điều trị. Đi viện thì đi viện. Tôi vẫn mang sách chuyện Pháp Luân vào bệnh viện đọc cho ông nghe. Dần dần đến cuối năm 2020, cha tôi khỏe lại hoàn toàn. Những ngày cận Tết 2021, tôi vẫn đọc chuyện Pháp Luân cho cha nghe. Cha tôi nghe rất chậm, rất dễ mất kiên nhẫn. Mỗi ngày chỉ chịu nghe 3 đến 5 trang,
Hôm ấy tôi đã đọc cho cha nghe đến bài giảng thứ 5 trong chuyện Pháp Luân. Bài giảng thứ 6 của chuyện Pháp Luân có viết: hoặc giả ai nói với chư vị giải nhất hôm nay số hiệu bao nhiêu, bảo chư vị đi lấy, hễ là bảo chư vị đắc những điều tốt ở xã hội người thường, thì đều là ma. Cha tôi còn chưa nghe đến đoạn này, lúc đó chỉ mới nghe được nửa bài giảng thứ 5 thì ông trúng số giải nhất. Cha tôi hiển nhiên rất vui mừng, còn tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc. Sau hôm đó tôi không đọc sách cho ông nghe nữa, ông cũng không hề có ý định muốn nghe. Thời gian đưa tới giữa năm 2021, các nơi đều phong tỏa do đại dịch Covid-19. Ở nhà không biết làm gì, tôi lại đề nghị cha nghe lại chuyện Pháp Luân, cha tôi cũng không phản đối. Lúc đó không chỉ cha, mà cả mẹ tôi cũng nghe. Tuy rằng phải mất cả tháng, nhưng tôi cũng đã đọc hết sách chuyện Pháp Luân cho cha mẹ nghe. Cha tôi là một người cố chấp, chân của ông là chân đi. Chính sách của nhà nước không quản được ông. Ông vẫn vượt rào đi khắp nơi, cũng chẳng hề đeo khẩu trang. Vậy mà một người có nhiều bệnh nền, bao gồm cả phổi như ông, dù tiếp xúc với rất nhiều F0 mà vẫn không hề có triệu chứng Covid. Tuy vậy, sau khi đại dịch đi qua, cha tôi trở về với cuộc sống của ông trước đây. Pháp Luân Công có lẽ chỉ đọng lại trong lòng ông một cái tên mà thôi. Đến cuối năm 2022, cha tôi lại bệnh nặng. Tôi đưa ông đi xét nghiệm, bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm thì tặc lưỡi liên tục. Cha tôi nghe tiếng tặc lưỡi của bác sĩ thì tức mình đập bàn nói: khỏi khám nữa, ra sao thì ra. Rồi ông đứng bật dậy, bỏ đi thẳng ra ngoài, không thèm quay lại nhìn bác sĩ cái nào. Tôi cũng đành chịu. Bác sĩ nói với tôi: không nhập viện thì gây go đó. Tôi về nhà, là một lần nữa khuyên cha học Pháp Luân Công. Cha tôi ban đầu từ chối, nhưng sau đó lại đồng ý là mỗi ngày sẽ nghe tôi đọc vài trang trong chuyện Pháp Luân. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhân dân cha tôi quả thật đã khỏe lại đôi chút. Thường thường mỗi ngày ông sẽ nghe tôi đọc 2-3 trang trong chuyện Pháp Luân. Tình trạng này kéo dài khoảng gần một năm. Tôi cũng đã đọc chuyện Pháp Luân cho ông nghe theo cách đó 4-5 lần. Trong khoảng thời gian này, còn có một sự kiện khác, đó là sự ra đời của ứng dụng Senjun Subin. Đây cũng là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà nghệ sĩ đều là các học viên Pháp Luân Công. Việc xem chương trình này cũng là một giải pháp rất tốt để điều trị cho bệnh nhân về mặt tinh thần. Tất nhiên không chỉ người bệnh, bất kỳ ai xem các tác phẩm của Senjun cũng đều cảm thấy rất tốt cho sức khỏe và tinh thần, theo cách này hay cách khác. Cha tôi vẫn không chịu ngồi xem, ông chỉ đồng ý phát nhạc giao hưởng của Senjun mỗi tối để ông nghe cho dễ ngủ. Cứ như vậy mà kéo dài tới tầm một tháng trước đây, bệnh của cha tôi chuyển biến nghiêm trọng. Một đêm do khó thở nên cha tôi không thể nằm được, tôi bèn khuyên cha niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Và rất nhiều người đã nhận được phúc báo sau khi thường xuyên niệm chính chữ này. Kỳ thực câu đó tôi đã nói với cha không biết bao nhiêu lần trong suốt 3 năm qua rồi. Dù ông gật đầu nhưng không hề làm theo. Lần này ông bỗng để thẳng một tay trước ngực, niệm 4 lần Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Sau đó ông bỗng nằm xuống và ngủ được. Hôm sau tôi đề nghị cha nghe chuyện Pháp Luân một cách nghiêm túc, mỗi ngày nghe hết một bài giảng. Cha tôi gật đầu. Tối hôm đó tôi mời thêm vài người bạn đến cùng đọc chuyện Pháp Luân với tôi cho cha tôi nghe. Lúc mới đến, bạn tôi cũng nghĩ rằng cha tôi sẽ không chịu ngồi nghe quá 5 trang, nhưng thật bất ngờ là ông đã ngồi yên suốt gần 2 tiếng và nghe trọn vẹn bài giảng thứ nhất. Hơn nữa, sau khi nghe xong, tinh thần của cha tôi rất thoải mái. Đêm đó ông ngủ một giấc ngon lành. Những ngày sau, mỗi ngày cha tôi đều nghe một bài giảng và nét mặt của ông cũng trở nên tươi tắn hơn rất nhiều, dù tính khí rất cộc cằn. Hằng ngày ông cũng niệm khoảng 10 lần câu Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Mãi cho đến sau khi nghe hết bài giảng thứ 5, những người nhà của tôi đều nhìn thấy và biết rằng Pháp Luân Công thật sự rất tốt. Mẹ tôi cũng bắt đầu niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Cha tôi cũng không gọi Pháp Luân Công nữa, ông gọi là Đại Pháp. Sau khi đọc hết 5 bài giảng, sang ngày thứ 6, buổi sáng cha tôi đồng ý xem biểu diễn Senjun. Thế là tôi mở ra và cùng ông xem các tiết mục của Senjun Subin. Chúng tôi đã cùng xem các vở biểu diễn Kim Hầu Xuất Thế, Hằng Nga, Sức Mạnh Của Thiện, Trước Thảm Họa Thần Đang Giải Cứu và nghe một vài bản nhạc giao hưởng. Tôi vẫn luôn mong có một lần được cùng cha ngồi xem Senjun và điều đó đã đạt được. Chiều hôm ấy, cha tôi mất, ông ra đi khá là đột ngột vì trước đó 10 phút ông vẫn còn ngồi uống trà và ăn bánh. Con người là có tình nên tôi không thể không có bi thương được, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy bình an và yên tâm một cách lạ thường. Từ đó đến nay tôi vẫn không khóc,
không khóc lớn, cũng không khóc thầm. Tôi thấy rất nhẹ nhõm. Con người chết không có nghĩa là hết, chẳng qua là họ chuyển đến một không gian khác mà thôi. Bỏ lại thân người thì cũng giống như cởi một bộ quần áo. Cái tôi thật sự của họ vẫn ở đó, sinh mệnh chân chính của họ vẫn còn đó. Tôi tin rằng cha tôi đã tìm được điều tốt nhất trước khi ra đi rồi. Trong Phật giáo giảng rằng, người sau khi qua đời toàn thân đều lạnh, nhưng sẽ có một chỗ nóng. Nếu đỉnh đầu mà nóng, thì tức là người ấy đã đắc đạo và xuất khỏi tam giới. Điều này chỉ xảy ra với thánh nhân và những bậc tu luyện chân chính. Nếu mặt nóng, thì người đó sẽ làm thiên nhân trên trời. Nếu ngực nóng, thì tiếp tục đầu thai làm người thường. Bụng nóng thì làm ngạ quỷ, đầu gối nóng thì làm động vật, bàn chân nóng thì hạ vào địa ngục. Mẹ tôi nói với tôi rằng, toàn thân cha con đều lạnh, nhưng mặt thì rất nóng. Tất nhiên tôi không có ý khẳng định rằng điều giảng trong Phật giáo là đúng hay không đúng, cũng không nói rằng bản thân tôi tin hay không tin, chỉ là tôi thuật lại câu chuyện như vậy.